Ta rốt cuộc đợi đến fan hâm mộ trưởng thành tung thử gạch dưới đã từng vương giả quỳ cầu hoa tươi khen thưởng, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 2020 năm ngày mùng 1 tháng 8 Hải lãng âm nhạc công ty 78 cái tướng mạo đẹp trai tuổi trẻ ca sĩ ngay tại người đại diện dẫn đầu xuống biết rõ công ty hoàn cảnh. Cũng tại bọn hắn quan sát công ty hoàn cảnh thời điểm một trận thanh âm theo một cái trong văn phòng truyền đến ta nói thẩm phi ngươi thật coi mình là lớn minh tinh a à, còn muốn mở một trận buổi hòa nhạc ngươi biết rõ một trận buổi hòa nhạc tiêu xài là bao nhiêu không thuộc về ngươi thời đại đã qua, ta hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy, còn có nhóm chúng ta, ta rốt cuộc đợi đến fan hâm mộ trưởng thành tung thử gạch dưới ta muốn bắt đầu diễn sướng hội quỳ cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá vé, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tiết tàng 7 năm, thẩm phi đối với công ty hào cảm vừa rơi xuống ngàn trước đây hắn ký công ty mục cũng rất đơn giản. Cái thế giới này có tài hoa người nhiều không kể xiết, nhưng muốn xuất hiện tại trước mắt mọi người, thì cần phải đóng hệ, nhân mạch. Lấy chính thẩm phi lực lượng, mà lại trước đây xuyên qua thời điểm mới 15 tuổi, đi nơi nào tìm những quan hệ này cùng nhân mạch a à? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trực thuộc một cái cỡ lớn âm nhạc công ty. Lại công ty trợ giúp dưới, hắn xác thực tại nguyện phát hòa có thể công ty là một cái lợi ích máy móc, nó cái chú ý ngươi kiếm tiền hay không, không chú ý ngươi có ảnh hưởng hay không lực. Cứ như vậy, thành cũng hải lãng âm nhạc công ty, bại cũng hải lãng âm nhạc công ty. Thời gian 7 năm, thẩm phi cơ bản không có tại truyền thông trước mặt lộ mặt qua. Mà sở dĩ hiện tại hắn đi tới, muốn bắt đầu diễn sướng hội, đó là bởi vì hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Hiện tại thời đại này, internet phát triển đã đến kích thước nhất định. Liền xem như tiểu học sinh, trong tay cũng có một cái trí năng điện thoại. Đồng dạng, quốc gia đối với bản quyền ý thức cũng mười điểm chú trọng, đồ lậu cơ hồ không có. Điểm này nhường âm nhạc thị trường trực tiếp rực rỡ hào quang. Nhưng hắn đánh giá cao công ty đối với mình tán thành. Bảy năm về sau tự mình, công ty liền nhận cũng không nhận ra, nếu như không phải còn có một cái hồ sơ tại lời nói, đoán chừng hắn liền gặp tổng giám đốc cơ hội cũng không có. Đối diện với mấy cái này, thẩm phi ngoại trừ cười khổ liền không biết rõ dùng cái gì để hình dung. Cũng đồng dạng, thẩm phi cũng 10 điểm may mắn, may mắn tự mình năm đó sáng tạo âm nhạc cơ hồ đều là Internet ca khúc, không có một bài kinh điển ca khúc nếu không lời nói, hắn cũng rất khó nhìn rõ công ty buồn nôn diện mục. Tiết tàng 7 năm bị đá ra công ty, đối với đừng nghệ nhân tới nói, có lẽ là tai nạn tính gõ, nhưng là đối với thẩm phi tới nói, đây là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, một cái mới đường xá. Lấy trong đầu hắn vô số còn chưa bị sáng tác đi ra âm nhạc, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể lần nữa trở thành một cái mới vương giả. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều cần thời gian thôi. Rất nhanh, thẩm phi dứt bỏ trong đầu ý nghĩ. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, lập tức bấm một người điện thoại. Điện thoại gọi thông sau. Lập tức có người truyền đến một trận thanh âm. Phi ca, sự tình đã nghe ngóng tốt, muốn xử lý một trận buổi hòa nhạc chi phí đại khái là tại một ngàn vạn tả hữu. nghe được câu này, thẩm phi thanh âm có chút quẫn bách. Khụ khụ, một ngàn vạn sao? Có thể hay không ít hơn nữa một điểm ta bây giờ có thể lấy ra chỉ có 600 vạn tả hữu, theo thẩm phi hỏi sau. Và URL bằng Windows, Location, Hrep, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, năm Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, điện thoại bên kia thì tận tình khuyên bảo truyền đến một trận thanh âm phi ca cái này hành tình ngươi không phải không biết rõ sân bãi phí tuyên truyền phí sân khấu dựng phí vé phí cùng bảo an đoàn đội phí tổn ngươi suy nghĩ một chút tại cái này tình huống dưới một ngàn vạn xem như ta kéo xuống mặt mũi nói nói thật phi ca ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xử lý buổi hòa nhạc hiện tại xử lý buổi hòa nhạc cơ bản đều là thua thiệt ngoại trừ mấy cái thiên vương ca sĩ bên ngoài ngươi xem ai kiếm lời trả tiền Ta biết rõ người canh cánh trong lòng, dù sao đã từng hỏa lượt đại giang Nam Bắc, nhưng đây không phải nói đùa, đây là so đánh bạc còn cao hơn phong hiểm sự tình, một khi thua lỗ. Người liền thật táng ra bại sản A, nghe đến đó, thẩm phi hút một khẩu khí, sau đó trịnh trọng nói. Ta hôm nay đem phòng ở thế chấp đi qua, hẳn là còn có thể thế chấp hơn 300 vạn, người giúp ta giải quyết những chuyện này đi, ai, tốt A không có suy nghĩ nhiều, người kia mang theo 10 điểm bất đắc dĩ giọng điệu trả lời. Nói xong, hai người cúp điện thoại. Mà thẩm phi cũng rất nhanh rời đi ra môn, cầm bất động sản tiến về gần nhất ngân hàng. Mặc dù tiết tàng 7 năm, nhưng cùng hải lãng công ty ký kết trong vòng 10 năm, hắn cũng cầm tới qua 2-300 vạn. Cứ việc chưa hề học qua cái gì đầu tư vốn kỹ xảo, cũng không phải phương diện này nhân tài, nhưng hắn vẫn là biết một chút đồ vật tỷ như biết rõ khủng hoảng tài chính sự tình, biết rõ giá phòng phóng đại sự tình, cho nên hắn dựa vào lúc ban đầu một hai trăm vạn, chậm rãi quả cầu tiết cũng lăn đến nhất định tài chính. Chỉ là, nhiều năm tích lũy, liền mở một trận buổi hòa nhạc còn muốn đến một chút khép lại khép, điểm này ngược lại để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với lúc này thẩm phi, có thể bắt đầu diễn sướng hội hắn đã rất thỏa mãn. Thời gian, bừng tỉnh mà qua. Ba ngày sau, Thẩm Phi theo ngân hàng lấy ra 300 vạn thế chấp khoản, ngay sau đó toàn bộ hướng phụ trách xử lý buổi hòa nhạc bằng hữu đánh qua. Đánh tới về sau, hắn ngay tại trong nhà chờ đợi. Buổi hòa nhạc nơi chọn chúng yến kinh thị một cái khá là vắng vẻ thể dục quảng trường, nơi này có thể dung nạp đại khái hơn 3 vạn người. Đối với có thể chứa đựng 3 vạn người địa phương, mới đầu tự mình bằng hữu là chết sống không đề cử nhưng cuối cùng không lay chuyển được hắn ý nghĩ, cho nên vẫn là lựa chọn nơi này. Không nói đến những thứ này, làm khoản tiền đánh tới sau, vẻn vẹn một đêm thời gian, liên quan tới hắn muốn bắt đầu diễn sướng hội tin tức lập tức phô thiên cái địa xuất hiện tại các đại xã giao trên bình đài. Microblogging, TikTok, Tu Tiêu, UC vân vân, Mà những này tuyên truyền đều vàng thật bạc trắng mua được. 1, .000 vạn trong đó 600 vạn là tuyên truyền phí tự nhiên tại cái này tình huống dưới các tạp chí lớn mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tuyên truyền đưa tin a. À, làm những báo cáo này sau khi ra ngoài vốn cho rằng trước hết nhất đi ra ngoài là fan hâm mộ tiếng vọng nhưng không nghĩ tới trước hết nhất được là toàn bộ âm nhạc giới nghi ngờ. Ta rốt cuộc đợi đến fan hâm mộ trưởng thành tung thử gạch dưới toàn bộ mạng trào phúng quỷ cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá vé, nghe chọn bộ tại mê com Theo các tạp chí lớn mở rộng. Thẩm Phi bắt đầu diễn sướng hội sự tình lập tức liền bị toàn bộ âm nhạc giới trên dưới tất cả mọi người chú ý tới. Làm một thời đại vương giả, Thẩm Phi lực ảnh hưởng vẫn là có. Ngày xưa, hắn chính là vương giả cơ hồ ngươi đi đến phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều là hắn ca khúc. Quán bar cũng tốt, trượt sân trượt băng cũng tốt, cửa hàng cũng tốt. Tóm lại ngươi không thả thẩm phi ca khúc, vậy liền chứng minh ngươi cái này địa phương 10 điểm lạc hậu. Nhất là trong trường học, ngươi nếu là không sẽ hừ hắn hai câu ca từ, ngươi cũng đừng có ý tốt nói ngươi là người trẻ tuổi. Tại lần này lực ảnh hưởng phía dưới, hắn thẩm phi hai chữ không biết rõ bị bao nhiêu người chú ý, chỉ bất quá bởi vì không kiếm được tiền, bởi vì bị tuyết tàng, hắn chậm rãi phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà lần này, khi hắn như thế cao điệu xuất hiện, tự nhiên một cái liền trở thành đám người nghị luận đối tượng. Đứng mũi chịu sao vẫn là hải lãng âm nhạc công ty. Hải lãng âm nhạc công ty mới đầu nhìn thấy cái này đưa tin là không có cảm giác chút nào. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện liên quan tới Thẩm Phi bắt đầu diễn sướng hội sự tình vậy mà trở thành nóng lục xoát, đồng thời nhiệt độ 10 điểm kinh khủng. Một cái Hải Lãng âm nhạc công ty lập tức nhảy ra bắt đầu cọ nhiệt độ. Hải Lãng âm nhạc công ty quan vi, cứ việc Thẩm lão sư đã theo công ty rời đi, nhưng nhóm chúng ta vẫn là hy vọng hắn buổi hòa nhạc có thể làm tốt, bất quá làm lão đông ra, ở chỗ này vẫn là phải thiện ý nhắc nhở một cái. Mỗi một người cũng có thuộc về mình thời đại, thuộc về với mình thời đại trôi qua về sau, đừng đi miễn cưỡng, an tâm học tập, xuôi dòng một thời đại mới là vương đạo, dù sao học không có tận cùng. Đối với một cái vừa rồi khai trừ liền tự mình bắt đầu diễn sướng hội nghệ nhân, hải lãng cao tầng là 10 điểm khó chịu. Cái này hoàn toàn chính là đang đánh bọn hắn mặt, cho nên bọn hắn nhất định phải đứng ra đi tổn hại hai câu. Đương nhiên, đối với toàn bộ hải lãng công ty cao tầng, tất cả mọi người cảm thấy thẩm phi thao tác đơn giản chính là đồ ngốc cách làm. Một cái quá khi Internet ca sĩ còn muốn xử lý buổi hòa nhạc. Cho ai xem, cho người chết xem, vẫn là cho không khí xem. Tất cả hải lãng công ty trên dưới cũng cảm thấy thẩm phi lần này buổi hòa nhạc nhất định sẽ may mà táng ra bại sản, may mà mất cả chỉ lẫn trai đồng dạng theo hải lãng công ty phát ra cái tin này sau lập tức mấy cái lệ thuộc vào hải lãng công ty musician cũng đứng lên nhà mình lão bản mở miệng bọn hắn há có thể không xem thời cơ làm việc lấy lòng đông ra musician hoàng phỉ phỉ làm ngày xưa đồng sự hy vọng buổi hòa nhạc có thể hoàn thành công kỳ thật thẩm lão sư thật sự là một cái tài tử nhưng vẫn là hy vọng thẩm lão sư có thể nhiều hơn đi học tập một cái nhiều hơn đi quan sát một cái hiện đại người trẻ tuổi yêu thích không muốn một mực yên lặng tại quá khứ mà đi không ra musician lưu bằng nghe nói thẩm lão sư lần này đem phòng ở cũng thế chân hy vọng có thể thành công đi không không qua quản nói như thế nào ta hiện tại ở phòng ở vẫn rất hết sạch hy vọng có thể cùng lão sư cùng một chỗ tổng quán tiền thuê nhà làm hai cái rất có danh khí sau đó đều là trào phúng micro blogging sau khi xuất hiện một cái, đưa tới rất nhiều trào phúng. Và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác Windows, Puppy giới tác, Push Zonet, 7254 x BGSSP 7254U, URL, lúc đầu hải lãng công ty cái này một đợt thao tác đã để thẩm phi lâm vào cục diện khó xử, nhưng chân chính xấu hổ còn tại đằng sau tại thẩm phi tuyên bố bắt đầu diễn sướng hội ngày thứ hai đúng lúc gặp một cái âm nhạc buổi lễ long trọng tại buổi lễ long trọng kết thúc về sau có một ít các phóng viên trực tiếp phỏng vấn một cái cùng thẩm phi cùng một cái thời đại ca sĩ cái này ca sĩ gọi ngô vũ trước đây hắn vốn là thuộc về tân duệ ca sĩ đệ nhất tồn tại có thể bởi vì thẩm phi xuất hiện hắn ngược lại trở thành nền cho nên hai cái người cựu oán sớm liền kết lại. Thậm chí tại hải lãng âm nhạc chọn lựa nhân tại thời điểm, hắn không được tuyển, thẩm phi thượng vị. Mà bây giờ, thời gian đã chứng minh ai mạnh ai yếu. Ta rốt cuộc đợi đến phen hâm mộ trưởng thành tùng thử gạch dưới 5 phút, vé hết sạch quỳ cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá vé, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Kinh điển tựa như một chén nồng rượu nó sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên không người hỏi thăm, sẽ chỉ làm mùi rượu càng ngày càng hùng hậu. Thẩm Phi cũng là như thế, internet ca khúc có lẽ tại đã từng không phải dòng chính, nhưng không đại biểu nó một mực lật người không nổi. Cũng đừng quên, trước đây thuộc về Thẩm Phi fan hâm mộ bọn hắn đã trưởng thành. Đã trở thành một quốc gia tiêu phí quân chủ lực. Tại cái này tình huống dưới Thẩm Phi tin tưởng tự mình buổi hòa nhạc sẽ không nện. Bởi vì là cá nhân buổi hòa nhạc cho nên liên quan tới dự bán cùng bắt đầu diễn thời gian đều là từ hắn một người định. Thẩm Phi lựa chọn thời gian là ngày 10 tháng 8 buổi tối 7 giờ bắt đầu. Dự bán thời gian thì là ngày mùng 8 tháng 8, tiên truyền thời gian thì là ngày mùng 3 tháng 8. Bây giờ đã là ngày mùng 6 tháng 8, cự ly lần đầu dự bán còn có cuối cùng 2 ngày thời gian trong đoạn thời gian này toàn bộ internet truyền thông họa phong toàn bộ đều là thuần một sắc không coi trọng không có cái kia một nhà công ty cái nào musician thậm chí cái kia truyền thông cảm thấy thẩm phi trận này buổi hòa nhạc có thể làm đặc biệt tốt thậm chí đại gia đã công khai thảo luận lần này thẩm phi sẽ thua thiệt bao nhiêu có thể bán bao nhiêu vé ra ngoài có nổi danh tóc sâu nghệ nhân, ngay trước truyền thông mặt biểu thị, thẩm phi buổi hòa nhạc có thể dung nạp 3 vạn người, nhưng trên thực tế đoán chừng chỉ có chừng 1.000 người tham gia. Trong đó bao quát 800 cái bảo an, 100 cái quét mã dẫn khoán bác gái, cùng mười mấy cái thân thích. Từ điểm đó không khó nhìn ra toàn bộ ngành nghề người đối với thẩm phi tổ chức buổi hòa nhạc lòng tin có bao nhiêu thấp. Đây cũng không phải có thù mà là thẩm phi từ đầu đến cuối biến hiện năng lực cũng rất kém cỏi phi thường kém nếu không lời nói hắn cũng không có khả năng theo một cái vương giả biến thành bây giờ thanh đồng a cộng thêm trên nhân loại có một cái đặc tính đó chính là cùng theo tất cả mọi người không hy vọng mình bị không đồng ý bởi vậy tại cái này toàn bộ ngành nghề cũng không đồng ý thẩm phi tình huống dưới tất cả mọi người từ bỏ trong lòng lý trí từng cái lựa chọn mù quáng tùy tùng, tự nhiên mà vậy liền diễn biến đến trình độ này. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Khi thời gian đến ngày mùng 7 tháng 8 ban đêm 11 giờ thời điểm. Thẩm Phi ngồi tại máy tính trước mặt lẳng lặng nhìn xem buổi hòa nhạc dự bán website. Website bên trong, Thẩm Phi buổi hòa nhạc tiên truyền chiếu treo ở phía trên phía dưới là một cái dự bán tuyển hạng, nhưng giờ phút này là hôi xác. Bên trái một cái đếm ngược, 0 giờ 59, 37, tương đương còn có cuối cùng 59 phút liền bắt đầu tiến nhập dự bán hình thức. Lần này dự vé số là một v kép chương, buổi hòa nhạc giá cả cũng 10 điểm thân dân, hàng phía trước 1888 đồng tả hữu hai cái hình khuyên khu vực là 888 đồng, xếp sau chính là 588 đồng. Cái này giá cả đại khái là một cái một hai tiếng ca sĩ buổi hòa nhạc giá cả. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này giá cả thẩm phi còn bị phun ra một đợt. Đương nhiên hắn không có phản ứng những người kia. Nhìn xem máy tính website thẩm phi, ánh mắt cơ hồ không có na gì một cái hắn biết rõ, đây là tự mình khắc phục khó khăn. Nếu như thua, vậy hắn liền sẽ trở thành toàn bộ mạng chê cười. Nếu như thắng, như vậy thuộc về hắn thời đại sắp lại lần nữa kéo ra màn che. Cho nên, đối với thẩm phi tới nói, cái này không thua gì một trận sinh tử đại chiến. Mang theo tập trung tinh thần ánh mắt. Thời gian, từng giờ từng phút vượt qua. Rất nhanh liền đến dạng sáng 11, 59 và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác Windows, Puppy giới tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, cự ly buổi hòa nhạc dự bán thời gian còn kém cuối cùng hơn 50 giây. Nhìn xem hơn 50 giây đếm ngược, thẩm phi nói không khẩn trương là không thể nào. Giờ phút này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Cuối cùng, chỉ còn lại 10 giây, chín 8, 3, 2, 1 làm đếm ngược kết thúc sát na. Thẩm phi trong nháy mắt đóng lại website, tâm tình của hắn 10 điểm khẩn trương, hắn có chút không dám nhìn thẳng đêm nay vé tình huống. Mặc dù hắn tự tin, nhưng hắn đã bị tuyết tàng trọn vẹn 7 năm. Thời gian 7 năm, bất kỳ cái gì sự vật cũng dễ dàng bị người quên lãng, huống chi là hắn loại này ca sĩ. Cứ như vậy, thẩm phi nhìn xem không hề có thứ gì mặt bàn, cả người không biết rõ suy nghĩ gì. Thời gian cũng chậm chậm vượt qua, mà liền tại dạng sáng vừa qua khỏi 10 phút thời điểm, một trận điện thoại đánh tới. Phát gọi điện thoại người là sông trạch cũng chính là giúp mình bắt đầu diễn sướng hội người nhìn thấy sông trạch điện thoại, thẩm phi có chút kỳ quái, vô ý thức hắn loáng thoáng cảm giác được bất an. Hắn cảm thấy hẳn là tự mình vé bán quá kém, cho nên đối phương gọi điện thoại tiếp tục khuyên can chính mình. Nghĩ tới đây, hắn thất hồn lạc phách nghe điện thoại. Chỉ là điện thoại vừa tiếp thông, lập tức liền truyền đến một trận gào thét thanh âm. Ngọa tàu, phi ca, ngươi có phải hay không quẹt vé rồi? Nghe đến đó, thẩm phi nhíu mày, trong lòng kỳ quái vô cùng. Nhưng hắn vẫn là trả lời. Quẹt vé, người cảm thấy ta hiện tại có tiền quẹt vé sao? Phòng ở cũng thế chân, toàn thân gia sản liền mấy vạn khối tiền, có thể đánh mấy chương vé, theo hắn trả lời. Sông trạch thanh âm thì trở nên càng kiêu ngạo hơn, càng thêm kích động lên. Ngoạ tào phi ca người đừng nói dỡn người đến cùng đánh không có đánh người biết rõ người vé bị bán bao nhiêu chương sao lần này hắn kích động nhường thẩm phi cũng không nhịn được kích động lên bởi vì hắn cảm giác là mình cả nghĩ quá rồi khả năng xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn ta thật không có không có đánh người tin tưởng ta ta cái này cá nhân ngươi còn không biết rõ còn có ta bán nhiều bao nhiêu vé ra ngoài, thẩm phi mang theo kích động, tâm tình đã 10 điểm bành trướng, nhịn không được hỏi. Bao nhiêu, chính ngươi mở ra trang web xem một chút đi. Ngọa tàu, nghiêu bức, thực nghiêu ra, 5 phút, không đến 5 phút, người mẹ hắn hôm nay dự bán một vạn tấm vé, toàn bộ rỗng, một chương không dư thừa, một chương không dư thừa a Sông trạch ngữ khí kích động đến không được, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được tâm tình đối phương cao bao nhiêu chướng đối với cái này tình huống, thẩm phi ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới tự mình vẫn như cũ có danh tiếng, như trước vẫn là một cái vương giả, nhưng hắn không có nghĩ qua tự mình sẽ có nghiêu bức như vậy. Mang theo tâm tình kích động, hắn mở ra website. Làm mở ra sau khi, nguyên bản dự bán tuyển hạng lại lần nữa bụi bắt đầu. Chỉ là lần này phía trên không phải dự bán hai chữ. Mà là, bán hết sạch một vạn tấm vé, toàn bộ bán hết sạch. Ta rốt cuộc đợi đến fan hâm mộ trưởng thành tùng thử gạch dưới dần dần hắc hóa đám fan hâm mộ quỳ cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá vé, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nhìn xem bán hết sạch tình huống. Thẩm phi cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng trước mắt sự thật. Một vạn tấm vé trong đó 6.000 tấm là 588 xếp sau vé, 3.500 trương là 888 hình khuyên hàng phía trước vé, còn lại 500 tấm thì là hàng phía trước 1.888 đồng. Hiện tại vé toàn bộ bán hết sạch. Nói cách khác, hiện nay trận này buổi hòa nhạc thu nhập chính là 800 vạn khấu trừ 10% bình đài rút thành, cùng 20% thuế, nói cách khác ánh sáng hiện tại giờ khắc này, hắn ích lợi liền đạt đến 600 vạn. Chọn vẹn 600 vạn A, à. coi như tiếp xuống không có người tiếp tục mua vé, thẩm phi cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Nhưng, lần thứ nhất dự bán có thể tại 5 phút bên trong bán hết vé, tiếp xuống lại thế nào khả năng bán không được đâu. Lúc trước mở trận này buổi hòa nhạc lốp, hắn ý nghĩ chính là có thể bán ra một vạn vé là đủ rồi chỉ cần bán đi một vạn tấm vé hơi tìm một điểm nhãn hiệu quan danh một cái tự mình hao tồn tại một hai trăm vạn bên trong hoa một hai trăm vạn tái xuất giang hồ cái này mua bán thẩm phi không cảm thấy thua thiệt nhưng bây giờ xem cái này tình huống đoán chừng đã không phải là lỗ vốn sự tình mà là kiếm lời bao nhiêu sự tình Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện nồng hậu dày đặc sương mù. Hắn biết rõ, thuộc về mình thời đại, thật muốn bắt đầu. Lại nói tại thẩm phi kích động thời điểm. Cái nào đó trong biệt thự. Một cái chỉ từ tướng mạo liền có thể nhìn ra là nuông chiều từ bé con nhà giàu. Con nhà giàu thiếu niên ngồi tại màn hình trước mặt nhãn thần vô cùng phẫn nộ máy tính trước mặt chính là liên quan tới thẩm phi buổi hòa nhạc dự bán giao diện lúc này dự bán đã biến thành bán hết sạch hình ảnh nhìn xem màn này đột nhiên chim cánh cụt nói chuyện phiếm bên trong một người xông ra ngoạ tàu trương ca người cướp được vé sao thông tin xuất hiện con nhà giàu thiếu niên trực tiếp trở về hai chữ không có tại hắn quay về xong cái này ai đi tên là hạt dưa dân mạng lập tức phát liên tiếp tin tức đi ra mẹ nó xúc sinh à cái này ti em đám người này cái gì tình huống không phải trên mạng đen thảm như vậy sao nhóm chúng ta nhẫn nhịn lâu như vậy không có mở một câu